Còn lại 9 bên trời lại 10 phương chư Phật 10 phương, còn lại Phật Thích Ca Mâu Ni, còn lại Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát, còn cùng tỉnh Nếu Hoàng Nghiêm Tam Thánh, còn cùng tỉnh lại Ngài Kiều Trần Như, lại Ngài Ác Nan Tôn Giả, lại Ngài Ca Diết Tôn Giả, lại Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liền Tôn giả, còn cung thỉnh lại Tây Phương Tam Thánh, lại Đức Phật A Di Đà, lại Quán Thế Âm Bồ Tát, lại Đại Thế Chi Bồ Tát, còn cung thỉnh lại Đông Phương Tam Thánh, lại Đức Phật Giả Sư Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Lĩnh Sở Hội Đồng Phật Bồ Tát, còn Nổi Ấn Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Kim Cang Tứ Đại Thiên Vương Ngài vị đà hộ pháp, ngài tiêu diện đại sĩ đội ơn chư thiên giáng ngự, nơi đây lạy vua trời đao lợi đâu xuất 33 cõi sởi, hộ pháp thần trụ tam bảo, đội ơn đức thần sơn thần bản sứ thành hoàng bản thổ đồng chủ tư mệnh tá phủ thần quân bản phúc phụ nhân thần thánh Việt Nam quốc về đây tu học vận đạo, hộ pháp thường trụ tam bảo nguyện cầu cho hương linh y thủ tha mộc ngạ quỷ sa thập nhị loại cô hồn hương linh thất tổ kiều huyền bách gia trăm họ họ nguyễn khắc họ nguyễn văn họ nguyễn như họ nguyễn họ bùi họ phạm họ trương họ vũ họ hoàng họ chu họ trần họ cất họ đặng họ doãn họ đoàn họ đinh họ lê họ hạ họ cao họ kiều khẩm thằng đằng họ đỗ họ trừ họ phùng họ phất họ thi họ triệu họ võ họ lưu bách gia trăm họ trên chùa chủ thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ sa phảng phất nơi đây và các oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại hữu hình và vô hình, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh cõi cực lạc khó nó mà nê bát à mê hôm à. A di đà phật a di đà phật a di đà phật nguyện đem lòng thành kế người đang lắm bề hương mở mắt mắt mười phương cũng được ngôi tam bảo người trong đời tứ đạo theo từ thánh làm lành cùng mắt với chúng sinh tâm bồ đề kiên cố chí tu học vững bền xa về khổ nguồn mê chóng quay về bờ tháng nam mô hương cúng dường bồ tát nam mô hương cúng dường bồ tát nam mô hương cúng dường bồ tát ma ha đấng ba phương bồ tượng ba cõi chẳng ai bằng thầy dạy khác trời người sao đến chung bốn bài quý trời một niệm rút sạch nghiệp ba kỷ ngón tam nước tiếp cầm cùng tận Phật chúng sanh tánh tường rỗng lặng đạo cảm thông không thể nghĩ bàn với đê chầu vĩ đạo tràng là mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời trước bảo tọa thân con ảnh hiện na cúi đầu xin thệ nguyện quý Thí tâm đảnh lễ nam mô tận hư không biến pháp giới qua hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiện thánh đẳng thượng thủ tam bảo Thí tâm đảnh lễ nam mô Sa bà giáo chủ đều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đường lai hạ sinh di lạc tôn Phật đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát đại hạnh phổ hiển Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát Đình Sơn hội tượng Phật Bồ Tát chí tâm đảnh lễ nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi a di đà Phật đại bi quán thế âm bồ tát đại thế chi bồ tát đại nguyện địa tạng vương bồ tát thành tịnh đại hải chúng bồ tát tịnh sơn hội tượng phật bồ tát Đình Lương Hoàng bảo sám từ bi đạo tràng sám pháp quyển thứ bảy đầu quyển bảy thiên chủ cúng thuần đà tấu hội lai cơ san ma mạch sung bì đãi thiên nhân lưu hiến trai thực tại song song mục nữ hiến hương lai tứ thiên vương bổng
bát diệu vọng linh sơn bái. Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát, Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát, Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Hiền Vương Bồ Tát, Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Thất Phật Thế Tôn Tác Chứng Minh Sám Ma Chi Chủ Thất Trụ Diệu Điển Nhập Bồ Đề Giải Thoát Chi Môn. Phú Hữu Thất Thanh Pháp Tài Cụ Túc Thất Bồ Đề Phận Chiên Đản Lâm Dĩ Chiên Đản Vi Nhiễu Sư Tử Vương Nhi Sư Tử Tân Tân Vô Nguyện Bất Tùng Hữu Cầu Thái Ứng Ngưỡng Từ Vân Ni Quảng Bố Đồng Thủy Nguyện Dĩ Hàm Dung Thế Thủ Phù Tiền Chứng Minh Sám Pháp Được Lai Phụng Vì Cầu Sám Đệ Tử Đẳng Phật Tử Thanh Tùng Minh Đức Thanh Phật Tử Thủy Dương Diệu Đức Thoát Khải Kiến Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp Từ Đường Đệ Thất Quyển Nhập Đàn Duyên Khởi Đán Tin Chuyển Gia Âm Trọng Trí Lưu Nhi Pháp Tù Chỉ Ngưỡng Quan Thiết Tượng Dĩ Tràng Nghiêm Hòa Quả Hương Đăng Nhi Giáng Liệt Tình Ảnh Cúng Dường Bách Bái Kiền Cùng Nhất Tâm Cầu Sám Đệ Tử Đăng Phật Tử Thanh Đồng Minh Nhất Thanh Phật Tử Vì Dương Địa Tức Phát Ba Sinh Phụ Mẫu Lụy Kiếp Hoàn Thần Tại thất thú trì chẩm luân nào vô cố vô ác nhì bất tạo túng thất tình trì vọng tưởng nãi mị sở nhì bất vì khởi thất mạnh trì cao sơn khi hiển bóng thánh mê thất lậu trì phiền não bội giác nghiệp trần thất tụ kỷ ni nhì thất thủ thất là nghịch tội dĩ nan đảo tưởng tất kinh hoàng bị kinh sa môi kinh sinh khánh hạnh đắc ngộ phật thừa phát lộ hướng trừ phật tượng tiền định tội ư đại viên kinh lý mạng ngã hiện tiền chúng đẳng phi nguyện sa môi linh văn duyên khởi hữu nhai bi tâm vô cực vọng phật ai lần minh huân gia vị sở hữu tập phương thế giới trùng tam thế giới nhất nhân thiết nhân sư tử ngã dĩ thành định thần ngữ ý nhất thiết biến lễ vô tận từ cải vận từ bi đạo tràng sám phát nhất tâm quy mạng tam thế chư phật nam mô quá khứ tỳ bà tỳ bật nam mô tỳ ý bật nam mô tỳ xá bồ bật nam mô câu lưu tôn bật nam mô câu na hàm mô ni bật nam mô ca diếp phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô đương lai hạ sinh di lặc tôn phật lời phật khuyến của sám chủ ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng hết lòng lắng nghe luận rằng chỗ trí đức nhiệm màu chạm tịnh vốn không thể nói không thể nghĩ bàn nhưng phải tạm dùng lời để diễn tả trình bày chỗ trí đức không thể trình bày diễn tả ấy lời nói là con đường tắt là phương tiện thắp mười vào đạo lời nói là cấp bậc là thiểm thang tạm mượn để đi đến chỗ trí ly trí đức ấy lời nói là phương tiện của thánh nhân tạm dùng để giáo hóa chúng sinh sở dĩ vì vậy nên tạm mời lời mượn lời nói để tả rõ chân lý khi chân lý đã được diễn tả rõ ràng thì chân lý hẳn không phải là lời nói nhưng chân lý đã do lời nói mà hiểu rõ được thì lời nói không ra ngoài chân lý tuy lời nói và chân lý hai điều trái nhau nhưng mà ảnh hưởng lẫn nhau chưa từng sai lầm đối với người sơ cơ hữu học cần phải nhân nơi lời nói để hiểu đạo đến địa vị vô học để nhập chân lý rồi mới thì lời nói trở nên vô dụng chỉ vì phàm phu mê muội nghiệp chướng sâu dày nên đối với mọi việc không thể dùng lời nói hiện tại trí thức thô thiển không hiểu được lý nhiệm màu kiến giải cạn cợt không thông đạt được lẽ cùng cực những lời thì dễ làm thật khó chỉ có thánh mới hoàn toàn nay có lời vấn nạn rằng tự mình không chân chính làm sao khiến người chân chính được ba nghiệp của mình uế trược làm sao khuyên người thanh tịnh được tự mình không thanh tịnh
Muốn khiến người thanh tịnh thì không có lý, tự mình không kiên cố lấy gì khuyên người kiên cố. Lời nói và việc làm khác nhau càng làm cho người sinh phiền não. Đã làm người sinh phiền não thì không còn gì hơn nghĩ cho kỹ tự mình há không sinh tâm hổ thẹn sao? Tôi là thiện tri thức nên phát ra lời ấy đến đây thì nên sửa sang y phục thúc liễm dung nghi, không nên nói một lời gì nữa. Này tôi là tác giả, nghe thiện tri thức nói như trên, lòng tôi rất hổ thẹn, tự biết mình có lỗi nhiều, không dám khinh thánh nhân mà tự che giấu tội lỗi. Nay tôi muốn bỏ qua không nói pháp xám này nữa, nhưng sợ có nhiều nhân nghe lời tôi mà thêm phước. Nếu tôi không bỏ qua cứ giữ ý kiến này lại thì sợ có người nhân đó mà sinh tội khinh chê hủy báng. Tấn tôi lưỡng nam, tôi không biết làm thế nào nên mới lập ra pháp xám này. Tâm đã thiện thì đối với thiện pháp đều vô ngại, đại chúng nên nỗ lực làm sám hối, không nên chấp trước các lời vấn nạn trên kia mà phải một lòng nhờ đấng đại từ bi phụ che chở nhiếp tỏ cho. Đã có lời như thế thì không thể bỏ qua mà không sám hối, cần phải sinh tâm hổ thẹn, nguyện xin đại chúng chớ xúc não nhau. Như lời tôi có chút hợp lý thì cùng nhau nhân đó mà cải ác tùng thiện, làm thiện tri thức với nhau. Nếu lời tôi không hợp ý đại chúng thì nên xin đại chúng hoan hỷ bố thí, đừng trở lại làm ác tri thức mà nên cùng nhau kết thành bồ đề quyến thuộc. Chương thứ 10, tự vui mừng. Ngày nay đạo tràng đồng nghiệp trong đạo tràng, ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng từ khi quy trở lại đây biết chỗ trí đức là nơi nương tựa của tất cả, đoạn nghỉ sám hối thì tội ác mê lầm đều tiêu diệt. Tiếp đến phát tâm dìu dắt tu hành để cởi mở được oán thủ tiêu diệt tự tại. Như thế thời đại chúng ta há không còn hớn hở vui mừng hay sao? Nay tự nói lời ý nghĩa đáng vui mừng sung sướng thì trong kinh chép rằng có 8 nạn khổ: một là địa ngục, hai là ngạ quỷ, ba là súc sinh, bốn là biên địa, năm là trưởng thọ thiên, sáu là tuy là thân người mà câm điếc lọng liệu tàn tật, bảy là sinh vào nhà tà kiến, tám là sinh trước Phật hay sau Phật. Vì có 8 nạn ấy nên chúng sanh cứ chìm đắm mãi trong biển luân hồi sinh tử không thể ra được. Nay chúng con nhằm đời tượng pháp tuy không gặp Phật nhưng sự vui mừng còn nhiều, phàm có nạn là tại tâm. Nếu tâm sinh nghi ngờ thì không phải nạn cũng thành nạn, nếu tâm không sinh nghi ngờ thì nạn gì cũng thành ra phi nạn. Vì sao biết được? Ví như 8 nạn, nạn thứ 8 nói rằng sinh ra trước Phật hoặc sinh ra sau Phật là nạn. Nhưng bà già ở thành Đông đồng sinh với Phật một thời, đồng ở với Phật một xứ mà bà già ấy không thấy Phật, cho nên biết rằng tâm nghi ngờ là nạn, vì tất không đồng thời với Phật mà cho là nạn. Ma bà Tuần ôm lầm ác độc trong khi còn sống đã đọa vào địa ngục, rồng nghe thuyết pháp còn ngộ được đạo bồ đề, vậy chắc gì ở nhân gian hay thượng thiên mà liền cho là không có nạn. Tâm nếu biết được điều thiện thì quả báo bình đẳng, cõi trời lục dục là cao quý mà đọa địa ngục, súc sinh là thấp hèn mà không lên được đạo tràng. Thế nên tâm tà khi khinh mạn thành trọng, tâm tránh thì trọng nạn thành vô ngại. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng vì tâm nghi nên gặp việc gì không phải nạn thành ra nạn, nếu tâm tránh thì nạn thành phi nạn. Nay chỉ cứ ra một điều ấy cũng đủ hiểu rõ, trước Phật hay sau Phật đều là chánh pháp, biên địa súc sanh đều là đạo tràng. Nếu tâm tránh thì không còn nạn nữa, bằng tâm còn nghi ngờ thì nạn thành ra vô lượng. Những điều vui mừng như thế thật sự không phải ít. Trong nhật dụng hàng ngày, đại chúng không tự biết công đức của mình. Nay tôi sơ lược trình bày qua sự vui mừng theo thiển kiến của tôi để đại chúng tự suy nghĩ. Nếu biết được sự vui mừng của mình thì không cần phải tu tâm xuất thế, tự vui mình, tự vui mừng những gì Phật dạy. Địa ngục khó thoát ra, nay chúng ta đã cùng nhau xa lìa được khổ địa ngục, đó là sự vui mừng thứ nhất. Ngạ quỷ khó thoát ra, nay chúng ta đã thoát ra khỏi thống khổ đói khát của ngạ quỷ, đó là sự vui mừng thứ hai. Súc sinh khó xả bỏ, nay chúng ta đã thoát được quả báo súc sinh, đó là sự vui mừng thứ ba. Sinh ở biên địa không biết nhân nghĩa, nay chúng ta đồng được chung ở trong quốc độ có Phật pháp lưu hành, đích thân thừa hưởng được giáo lý nhiệm màu của chư Phật, đó là sự vui mừng thứ tư. Sinh ra lên cõi trời hưởng thọ, không biết trầm cội phước,
Này chúng ta ở đây đều được trồng căn lành, đó là sự vui mừng thứ năm. Thân người khó nghe, một phen mất khó có ở trở lại. Này chúng ta đều được làm thân người, đó là sự vui mừng thứ sáu. Sáu căn không đầy đủ thì không trồng được căn lành. Này chúng ta đều được thanh tịnh hướng về pháp môn thật diệu của Phật, đó là sự vui mừng thứ bảy. Có thế chí biện thông, tức là không phải nạn mà thành nạn. Này chúng ta nhất tâm nương tựa về chánh pháp, đó là sự vui mừng thứ tám. Trước Phật sau Phật đều là nạn, hoặc cho rằng mắt mình không thấy Phật là đại nạn. Này chúng ta đã cùng nhau phát tâm đại thiện nguyện, thể độ hết tẩy chúng sinh cùng tận đời vị lai, không chấp việc không thấy Phật là nạn. Chỉ một phen thấy hình tướng Phật, một phen nghe được chánh pháp, cũng tự cho đồng như ngày xưa được thấy nghe thấy Đức Phật thuyết pháp đầu tiên tại vườn Lập Uyển. Việc làm của chúng ta mục đích là diệt được tội, sinh được phước là quý, chứ không phải vì không thấy Phật mà cho là nạn. Phật dạy thấy được Phật là khó. Này chúng ta đã cùng nhau chiêm ngưỡng được hình tướng của Phật, đó là sự vui mừng thứ 9. Phật dạy nghe được pháp Phật là khó. Này chúng ta cùng nhau hưởng được cam lồ pháp vị của Phật, đó là sự vui mừng thứ 10. Phật dạy xuất gia được là khó. Này chúng ta được thân cát ái trở về với đạo, đó là sự vui mừng thứ 11. Phật dạy lợi cho mình là dễ, lợi cho người là khó. Này chúng ta một lạy một bái đều bị tất cả chúng sinh khắp mười phương và hồi hướng công đức, đó là sự vui mừng thứ 12. Phật dạy chịu khổ chịu cực được là khó. Này chúng ta mọi người đều kiều cần siêng năng làm lành không nghỉ không biếng nhác, đó là sự vui mừng thứ 13. Phật dạy đọc tụng kinh điển được là khó. Này chúng ta giờ phút này đang đọc tụng kinh điển của Phật, đó là sự vui mừng thứ 14. Phật dạy tọa thiền là khó. Này chúng ta có người tức tâm định ý, tức đó là sự vui mừng thứ 15. Ngày nay lại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng thấy có nhiều sự vui mừng như vậy vô lượng vô biên, không phải bấy nhiêu lời nói đó có thể kể hết được. Phàm người ở đời vui ít khổ nhiều, được một điều vui mừng còn hớn hở thay, huống chi nay chúng ta có nhiều điều vui vô ngại. Được vô ngại này đều nhờ sức oai thần của mười phương tam bảo. Chúng ta mọi người đều nên nhớ tưởng nhớ ơn Đức Phật Pháp Tăng, đại chúng nên tha thiết đầu thành đảnh lễ tam bảo. Nguyện xin thay hết thảy quốc vương, đế chúa, thổ cảnh, nhân dân, cha mẹ, sư trưởng, thượng trung hạ tòa, tín tí đàn Việt, thiện ác tri thức, chư tiên, hộ thế tứ vương, thông minh chính trực, thiên địa hư không, chủ thiện phạt ác, thủ hộ trì chú ngũ phương long thần, long vương, long thần, bát bộ, chư đại ma vương, ngũ đế đại ma, nhất tiết ma vương, diêm la vương, thái sơn phủ quân, ngũ đạo đại thần, thập bát ngục vương và các quan thuộc trong địa ngục, rộng ra cho đến vô cùng vô tận các loài hữu tình, có thần thức, có Phật tánh trong ba cõi sáu đường, nguyện về các chúng sanh ấy mà quy tận hư không giới, hết thảy mười phương tam bảo. Nguyện xin tam bảo rũ lòng tử bi, đồng gia tâm nhiếp họ, đồng đem thần lực tự tại bất khả tư nghị mà che chở cứu vớt, làm cho hết thảy chư thiên, hết thảy thần vương, thần tướng, rộng cho đến hết thảy chúng sinh trong sáu đường, từ đây trở đi vượt qua khỏi biển sinh tử, đến bờ giải thoát bên kia, hạnh nguyện sớm viên mãn, đồng lên thập địa, cho kim cang tâm, thành bậc chánh giác. Các vị hương linh hôm nay được nghe tương tự vui mừng này, bỏ sắc thân, được nghe kinh, nghe pháp, được chiêm ngưỡng pháp Như Lai, được chiêm ngưỡng hình tướng, hảo tướng các vị chư Phật, chư Bồ Tát là những điều tự vui mừng. Hôm nay các vị hãy lắng nghe tôi đây, người đến trước đứng trước, người đến sau đứng sau, xả bỏ u mê, xả bỏ sắc thân, nay không còn lưu luyến trần gian, cõi xa bà, nay nhất tâm chí tiết chí thành, đồng thành đảnh lễ, người đến trước đứng trước, người đến sau đứng sau, ngày ngắn chỉnh tề, xiêm y lễ mão, y phục chắp tay, hướng đến các tổ kiều huyền bách gia trầm họ, Nguyễn Khắc họ, Nguyễn Văn họ, Nguyễn Như họ, Nguyễn Hợp Bùi họ, Phạm họ, Trương họ, Hoàng họ, Chu họ, Trần họ, Tấn họ, Đảng họ, Doãn họ, Đoàn họ, Đinh họ, Lê họ, Hà họ, Cao họ, Kiều Cẩm họ, Đăng họ, Đỗ họ, Trừ họ, Phùng họ, Khuất họ, Thi họ, Triệu họ, Võ họ, Lưu bách gia trầm họ, Tiền chủ, Chủ thập nhị loại, Cô, Nhạc Quỳ, Hàng Sa, Phản Phất đời đây.
Và các hoàng gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, các vị hãy lắng nghe tôi đây, nhất tâm cúi đầu đầu thành đảnh lễ. Nam mô cầu sám hối từ phủ A Di Đà Phật Thế Tôn nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô cầu sám hối từ phủ A Di Đà Phật Thế Tôn nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô cầu sám hối từ phủ A Di Đà Phật Thế Tôn nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Vãng sinh thỉnh cho thần chú. Nam mô A Di Đà Phật A ra 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 đi ra ra đi đi đô a đi a đi đi ra thân nam a đi a đi đi a nan đế a đi đi ra đi ca lan đa ra đi đi ra ra na đi ra ca lệ ra ba ha nam mô a di ra 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 đi ra ra đi đi đô a đi a đi đi ra thân nam a đi a đi đi nan đế a đi đi ra đi ca lan đa ra đi đi ra ra na đi ra ca lệ ra ba ha nam mô a di ra 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 a ra 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 đi ra ra đi đi đô a đi a đi đi ra rất na ma đi a đi đi a na ne a đi đi ra đi ca lan na ra đi đi ra ra na đi đi ra ba a na mo a đi ra 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 đi ra a đi đi đô a đi a đi đi ra rất na ma đi a đi đi ra đi ca lan ne a đi đi ra đi ca lan na ra đi đi ra ra na đi ra ba a na mo a đi ra 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 ăn vật na di đà thân kim sa tăng đón quang minh tử thăng em năm thu thiền thiền thành nhà bốn biển lớn trong ngần bắc địa trong hào quang hóa vô số vật vô số bồ tát hiện ở trong bốn mười tám nguyện độ chúng sinh phẩm sen vàng lên giải thoát quy mạc lễ a di đà phật ở phương tây thế giới an lành. Còn này xin phát nguyện vãng sinh nhà cuối xin đức từ bi nhiếp thọ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật. Các vị hãy nhất tâm cùng tôi, nhất tâm cúi đầu chắp tay đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Di Đà Phật. A 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 Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Thế Âm Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chi Bồ Tát. Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Chi Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Bát Nhã Ba La Mật Đa Thông Kinh nha. Quán Tự Tại Bồ Tát Hiện Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Thế Kinh Ngũ Ẩn Giai Tâm Đồ Nhất Thiết Khổ Ách Sáu Lợi Tử Sắc Bất Thị Không Không Bất Thị Sắc Sắc Tức Thị Không Không Tức Thị Sắc Tạo Đường Hành Tức Diệt Phùng Như Thị Bất Sành Bất Diệt Bất Câu Bất Tịnh Bất Tăng Bất Giảm Thị Cố Không Thường Vô Sắc Vô Tạo Đường Hành Tức Vô Nhãn Ý Để Đạt Tăng Ý Vô Thành Nhưng Bị Xúc Pháp Vô Nhãn Rơi Mai Chỉ Vô Ý Thức Rơi Vô Chỉ Vô Lão Tử Vô Lão Tử Tăng Vô Khổ Tăng Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố Đắc A Lộc Đa La Tâm Niệm Tâm Bồ Đề Cố Chỉ Bát Nhã Ba La Mật Đa Thị Đà Thần Chú Thị Đà Minh Chú Thị Vô Thần Thần Chú Thị Vô Đẳng Đẳng Chứ Năng Từ Nhất Bát Đề Cố Thất Bát Nhã Ba La Mật Đa Tức Chú Thiết Yết Đen Chê Ba La Hết Đê Ba La Thăng Hết Đê Bồ Đề Tát Ma Ha Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Yết Đen Đê Ba La Hết Đê Ba La Thăng Hết Đê Bồ Đề Tát Ma Ha Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Yết Đen Đê Ba La Hết Đê Ba La Thăng Hết Đê Bồ Đề A Bát Nhã Ba La Mật Đa Hồi Ứng Tụng Nàng Thầy Nhà Lượng Hàm Bảo Sát Là Hạnh Tốt Lành Bồ Biên Bất Tức Sẵn Thành Chúng Sinh Mẹ Cho Tất Cả Hàm Linh Thầy Đều Cầu Mẹ Đều Ba Chấn Ba Phiền Được Nguyện Trí Thể Phát Triển Vô Minh Mẹ Chủ Được Chứng Điều Linh Hạnh Lành Bồ Tát Thần Minh Thắng Lầm Mẹ Thanh Quái Tình Chiêu Bàm Là Hà Mẹ Tha Hoa Nở Thấy Phật Điện Tha Vô Sinh Chứng Ngộ Vạn Ta Thánh Hiền Mẹ Đem Công Đức Kiện Tiền Hướng Về Khắp Cả Khắp Miền Gần Xa Con Bà Cha Mẹ Hình Giác Ngộ Tràn Hòa Pháp Tám quý tử vi Phật đương nguyện chúng sinh nghe theo đạo cả phát lòng vô thượng. Quý phát đương nguyện chúng sinh trong các viên đại trí huệ như hải tử quý tăng. Đương nguyện chúng sinh tăng ly lại chúng ta thành bồ ngài. Quả nam thanh trung nguyện trí tử công đức phổ cập ơ nhất thiên ngã đẳng sinh giai phẩm thành Phật đạo. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.